Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là 69 Gaming. Hello anh em, chào mừng em quay trở lại tiếp tục với đường em đã kho báo và ok hiện tại giờ thì vừa mới like xong anh em, cổ họng nó cũng hơi đau xíu anh em, cho nên là thôi bây giờ sẽ tranh thủ sẽ review ạc với mấy anh em để mà kịp up lên cho mấy anh em khác cùng xem luôn, chứ đợi để mấy anh em đợi lâu quá thì cũng kỳ. Vì vậy thì mình vừa mới vô trong tin nhắn mình thấy là có bạn Vũ Lu, mình sẽ vô ạc có bạn Vũ Lu luôn đó. Thì bây giờ sẽ review nhóc Nhật nè, buồn quá anh ơi, chúng nhiều người ghét. Thì nói chung là cũng một phần là vì may mắn anh em, chứ không phải là vì nhóc có muốn trúng đâu anh em. Với lại chắc có thể là do tạo nhiều ạc lon quá cho nên là anh em cũng hay không thích với anh em. Nhưng mà cái này nhiều khi là bạn đó, nếu mà bạn nó không công khai là bạn nó tạo ạc lon thì mấy anh em cũng sẽ không biết là cái ạc nó của ai đâu. Nhưng mà cái này là bạn nó cũng nói luôn là ạc của bạn đó, thì cho nên là nếu mà được thì anh em cũng có thể là tạo những cái ạc lon khác, cũng có thể là vô bình luận này kia các kiểu. Vì vậy mà bây giờ mình cũng không thể nào mà mình lọc được hết anh em à. Mình không để nào mình lọc được hết tất cả các bình luận đâu, vì vậy mà mấy anh em đừng có ghét nhóc Nhật nha anh em. Ở đây ở đây chỉ có dòng dòng dài vài chục anh em, nói chung là cũng thường xuyên tương tác với nhau thôi, vì vậy mà mấy anh em đừng có căng thẳng quá. Ok, sau này nếu mà có điều kiện nhiều mình sẽ cố gắng, mình sẽ tạo thêm nhiều event tặng, nói chung là tặng nhiều hơn cho mấy anh em. Hiện tại giờ thì mình đang bui cái PC cho nên là cũng khá là kẹt tiền, vì vậy mà mình gom để mình up cái PC nó xịn hơn xíu, để có thể là like những cái tựa game hay ho hơn nhiều đó, những cái tựa game nó nặng ký hơn, hoặc là những cái tựa game mà đó nó hot hơn xíu, để cho mấy anh em xem giải trí lên, có thể là giao lưu này kia nhiều hơn. Chứ hiện tại giờ cái máy của mình hiện tại giờ chỉ like được những cái game nhỏ giả lập, nhưng mà mấy game nhẹ này thôi anh em à. Liên Quân đôi khi chơi những cái map nó đông như là nãy chơi 10-10 anh em, nó cũng cực kỳ lag luôn. Và hiện tại giờ mình đang ở trong ạc của bạn Vũ, để mình sẽ review ạc của bạn Vũ cho mấy anh em xem. Bạn Vũ Lu, bạn Facebook Vũ Lu. Ok, hiện tại giờ ạc của bạn nó đang là 458B nha anh em. Và hiện tại bây giờ chỉ là VIP 3 thôi anh em à. Wow. Chưa nạp luôn anh em à, chưa nạp luôn. Quá là đỉnh anh em à, cực kỳ đỉnh. Hiện tại bây giờ cái ạc này còn chinh trong trắng y như là ở lộn Ngọc Trinh, giờ mắc Trinh rồi nè. Ngọc Trinh mình nghĩ là mắc rồi cho nên là thôi. Này à, trắng như Ngọc Trinh anh em, trắng như Ngọc Trinh. Hiện tại giờ cái ạc này chưa nạp một lần anh em. Chưa nạp một lần nào hết. Đó, khá là xịn sò nên mà hiện tại giờ đã hết bia nè. Không còn bia để mà thể chơi cái sự kiện tiếp theo được đâu. Chắc là cái sự kiện tiếp theo có thể là bị thọt đi tí xíu. Sự kiện tiếp theo chắc cũng có thể là chơi không nổi anh em. Hiện tại giờ cũng hết bia, hết thùng bia ở trong này luôn. Chắc là gom chơi cái sự kiện thâu tóm mắt quỷ đợt này, chắc là gom hết rồi anh em ạ. Wow, quá VIP anh em à, 458B mà hiện tại giờ chưa nạp một đồng nào hết, cho mấy anh em nông dân có thể là có cái động lực gọi là cố gắng cày cuốc lên thôi anh em à. Quá đã, quá đỉnh luôn anh em. Chưa nạp một lần luôn mà lên được tới cỡ này là cũng khá là VIP anh em à. Đó, thì bây giờ mình sẽ soi lại cái thiên thư cho mấy anh em xem nha. Đây là thiên thư. Đó, thiên thư hiện tại giờ cũng 49-30 chứ bộ giỡn nha anh em. Tướng hiện tại giờ thì cũng 7 sao, khá là nhiều nè. Để mình xem thử. Sanji hiện tại bây giờ cũng đã 6 sao anh em à. God 7 sao. Marco hiện tại bây giờ là 6 sao. Jinbe 6 sao. Đó, hiện tại giờ cũng được khá là nhiều nè anh em. Katakugi 3 sao nè. Chưa nạp gì hết mà cũng có con Nami. Cái con Nami này nó cực kỳ hiếm anh em. Anh em vô trong nhà hàng anh em quay là cực kỳ hiếm luôn á. Rất là khó ra nha anh em, có thể đẩy ra cực kỳ khó luôn á. Nó hiếm còn hơn cả mấy con tướng đỏ nè anh em à. Vì vậy mà ngày xưa nếu mà không có con tướng nào đam chính thì có thể sử dụng Nami đam cực kỳ ngon anh em. Đam ở trong tem cực kỳ xịn sò luôn. Để mình xem thử bên thiên thư Hải Quân xem thử ấy. Hải Quân hiện tại giờ cũng 7 sao cũng hết anh em, chỉ có con Giáp thì hiện tại giờ là 5 sao thôi. Akainu cũng 5 sao luôn. Bên cách mạng hiện tại giờ đã full sao hết rồi anh em. Sabo cũng 7 sao nè. Zogo cũng đã thức tỉnh luôn. Quá đỉnh anh em, hiện tại giờ đã thức tỉnh được Gâu Trắng 10 sao, Luffy 7 sao, Akainu hiện tại chưa. Zanji hiện tại bây giờ đang là 6 sao, A 10 sao nè, Inel 10 sao, Zogo cũng
thức tỉnh 7 sao nè anh em. Đó, khá là VIP. Để cho mấy anh em có động lực này kia cày cuốc. Thì để cày cuốc kiểu nông dân này thì anh em phải chịu khó tích bia, tích ngọc, tích chiêu màu lên vàng này kia các kiểu. Anh em có thể ra xem lại các video cũ của mình nha. Và bây giờ mình sẽ soi thử trang bị của con A, trang bị của con A trước. Hiện tại bây giờ con A đang là cái bậc tím rồi anh em à. Đá thì chưa có cảm full hết. Kỹ năng thì hiện tại bây giờ, ôi sao kỹ năng cuối của con A ít rồi nè. Tăng cho bản thân và toàn bộ thiện xạ là tấn công. Ủa lộn, toàn bộ thiện xạ là phòng thủ là 62.5. Sao không nâng cái chiêu cuối ta, nếu mà nâng cái chiêu nổ trước cũng được. Đây, nếu mà được thì dồn úp cho con A trước ha. Đây, hiện tại giờ con A đã tới được cái này rồi anh em à. Bây giờ mình sẽ xem được bộ trang bị. Bộ trang bị hiện tại bây giờ là bộ trang bị Nami. Con A thì sao mà không sử dụng bộ trang bị Sanji đó. Sử dụng bộ trang bị Sanji đó, cái hồi công nó sẽ nổ nhanh hơn xíu. Ok, lấy cái bộ trang bị này cũng được anh em. Cái bộ trang bị này thì anh em sẽ có thể lấy được thêm cái dòng tốc độ công, bắn cũng khá là nhanh. Bắn cũng được anh em. Nhưng mà mình nghĩ là nên lấy cái bộ trang bị Sanji nó sẽ ngon hơn anh em à. Hình xăm hồi suy khí mà hiện tại giờ chưa có đúc. Ủa sao chưa có chú Linh cái hình xăm lên đó nè. Chơi xong cái sự kiện đợt này chắc là mình nghĩ sẽ có khá là nhiều mấy cái bùa hình xăm, SD hình xăm này kia các kiểu. Đây bùa hình xăm cũng còn khá là nhiều nè. Trời, hình xăm 5 sao nhóc dân nè. Không lấy ra để mà chú Linh lên. Đó, anh em nhớ để ý chú Linh nha chắc là. Ôi hình xăm ở trong, trời ơi hình xăm đầy luôn nè. Nhưng mà không chịu chú Linh lên anh em à. Wow hình xăm 6 sao rất là nhiều luôn nè. Bây giờ mình sẽ tách, bây giờ nếu mà được thì tách hết tất cả hình xăm 6 sao luôn. Để mà lấy cái SP hình xăm. Và sau đó là đập mấy cái hình xăm này lên mát đép. Và sau đó là chú Linh mấy hình xăm cho mấy cái con tướng. Wow quá là nhiều, hình xăm quá là nhiều luôn mà sao không úp lên ta. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chú Linh đỡ vài món trước đi. Con A nó mất tiêu rồi ta. Anh em nên cố gắng đập cho con A trước vậy nè. Con A hiện tại giờ vẫn là đam chính cho nên là anh em cố gắng dồn cho con A trước. Đủ vật lý, không vật lý, sở hữu không vật lý nè. Anh em có thể là chú Linh để mà kiếm được cái dòng công vật lý thứ hai nha anh em. Còn cái dòng công vật lý thứ ba nó hơi bị khó kiếm luôn á. Kiếm sĩ, hiện tại giờ con A hiện tại giờ class của nó là class xạ thủ nha anh em. Anh em để ý nha, xạ thủ không phép mà lấy đỡ dòng xạ thủ không phép đi. Xạ thủ HP tối đa, rồi lấy cái dòng xạ thủ HP tối đa đi anh em ạ. Đây, khi mà anh em nhớ để ý nha, anh em chọn xuống dòng dưới thì nó sẽ giữ nguyên cái thuộc tính. Đó, nó giữ vẫn giữ nguyên là 300, còn cái này HP, tại vì HP cho nên là nó 60k rồi. Còn cái mấy cái công này kia nó chỉ có 30 thôi, 30k chứ không phải 300 này, đọc nhầm nữa nè, đọc nhầm 300. Đó, thì anh em cứ chú Linh cho đến khi nào kiếm được cái dòng mà xạ thủ công vật lý thì anh em up nó lên. Thường thì lấy được hai dòng thôi anh em, xạ thủ thủ vật lý nè. Cái dòng thứ ba nó cực kỳ khó ra anh em ạ. Mà không biết là có anh em nào ra được chưa thì mình không biết xạ thủ công vật lý đây. Đó, anh em chú Linh nó lên thôi. Full luôn là 450, còn HP nó lên full luôn là 900. Đó, 900k nha anh em. Còn mấy dòng mà thủ phép và công phép và công này công kia đó thì nó cái tập mát luôn là 450. Các quỷ Gogo cũng ok nè. Hình xăm linh hồn hiện tại bây giờ còn khá là nhiều mảnh, nhưng mà còn ngọc, nhưng mà để cái sự kiện thích tiêu ngọc quá xài nha anh em đừng có sử dụng nha. Giảm sát thương vật lý phải nhận, giảm sát thương phép phải nhận kháng bạo, sát thương bạo kích, tấn công vật lý. Ok được rồi anh em. Hiện tại bây giờ thì cũng đã mát lép hết, nhưng mà úp cái này không biết có đủ đá để mọi thể úp cái bộ trang bị kia hay không. Đây ngay hiện tại giờ cộng hưởng cũng đã full luôn nè anh em. Đây mấy con kia thì nó sẽ bị thọt đi. Đó, bây giờ nếu mà úp tiếp thì anh em nên là úp cho mấy con lại lên 6 sao là dừng lại được anh em ạ. Con A này úp mấy cái này lên cho nó là nhiều quá nè. Úp nhiều quá cho nên là bây giờ không còn đá để mà có thể là cường hóa được mấy bộ trang bị lên nữa. Tại giờ còn được 13k đá nữa anh em. Đó, anh em úp mấy cái bộ này anh em úp lên 6 sao là được rồi. Úp lên 6 sao hết tất cả 5 con nha anh em. Úp cho con Inel lên 6 sao luôn. Để mà lấy được cái dòng cộng hưởng anh em 6 sao là anh em sẽ được max cái dòng cộng hưởng này rồi. Được thêm 21% toàn quân tăng công vật lý nè, sát thương vật lý là 21%, giảm sát thương vật lý 21% và toàn quân sát thương phép 21% rồi đó. Mát luôn là 70 nha anh em. Cái bộ trang bị đỏ này mát luôn 70 và anh em chỉ cần lên 6 sao là đủ rồi. Cấp 70 và 6 sao thì anh em có thể up lên cấp 70. Sanji này cũng vậy, anh em up lên 6 sao, up bộ trang bị lên 6 sao với lại
Update cái lab 70 là dừng lại được đây. Nami God này cũng vậy luôn anh em à. Tại giờ thì cái dòng chú linh này nó hơi sai sai rồi anh em. Thấy con này anh em để ý nha, ngay cái góc anh em. Đây, cái góc nó có hình cây cung nè. Còn Sabo này có hình cái kiếm là kiếm sĩ anh em à. Còn cái con giáp nó có cái hình cái khiên nè, là tiên phong. Đó, tiên phong kiếm sĩ. Anh em để ý nha. Đó thì ở đây nó có cái thuộc tính là kiếm sĩ nè, sát thủ là cái hình phi tiêu anh em. Đó, cái hình phi tiêu ở ngay chỗ Gokodai nè. Đây, là gọi là sát thủ. Anh em nhớ chú linh cho nó đúng nha. Và cái thằng binh nữa, cái thằng binh hiện tại giờ con Nami God đang đeo và sai nè. Đó, anh em đeo sai cái thằng binh nữa nè. Để mình xem thử mấy con kia đeo thằng binh sao đây. Ai thì đeo đúng rồi anh em. Hineo, có thể là do bạn đã truyền thụ được cái con gâu trắng qua cho nên là vẫn giữ nguyên cái thằng binh đó. Ok, mấy con này đeo thằng binh hợp lý hết rồi anh em. Zanji thì mình nghĩ là nên đeo cái bộ trang bị Nami. Còn con A thì mình khuyên anh em là nên sử dụng cái bộ trang bị Zanji. Đó, hai con này nên thay đổi cho nhau. Nhưng mà bây giờ truyền thụ ra qua truyền thụ lại thì không được đây. Nó kệ, mặc đỡ đi. Sau này có bộ trang bị Kaido thì truyền qua sau. Hiện tại bây giờ thì cũng hết nguyên liệu rồi, bây giờ chỉ còn ngồi giám định lại thêm mấy cái đó thôi là xong rồi anh em. Đây bùa SB hình xăm khá là nhiều rồi anh em. Wow, khá là nhiều luôn, 108 cái SB hình xăm 6 sao nè. Bao nhiêu đây đã có thể là đủ để mà giám định chú linh hết tất cả 5 cái hình xăm cho 5 con tướng đúng không ạ? Đó, chú linh full hết luôn là sẽ lên được lực chiến cũng khá là nhiều nữa. Wow, ạc này không nạp mà viết dữ luôn anh em à. Đó, cho mấy anh em nông dân có thể là có những cái tham khảo thử. Không biết là bạn đã lấy có mấy bộ trang bị Kaido chưa ta? Ở đây nãy mình không thấy cái gương Kaido là hết trang bị. Để mình xem thử. Ủa, cái đợt này không ăn thâu tóm hả ta? Hay sao mà không có thấy cái gương Kaido với lại mấy cái... Ủa, đâu mất tiêu ta? Ủa, đợt này không có lấy, không có chơi full thâu tóm thì phải anh em à. Cho nên là không có gương trang bị Kaido. Nếu mà đợt này ăn full thâu tóm là lên được 9 sẽ lên cực kỳ nhiều. Không có gương trang bị Kaido với lại không có gương trang bị San tóc đỏ. Vậy là không đủ để mà có thể là ăn được full sự kiện thâu tóm ác quỷ đợt này rồi anh em. Ghen, hiện tại giờ thì để anh xem được mấy cái dòng ghen này. Ghen hiện tại giờ cũng đã full hết rồi anh em. Có cái này chưa full nè, đại giờ bộ ghen còn khá là nhiều. Đây, up lên được 459B luôn này. Hiện tại giờ không còn đá cường quá, không đủ đá cường quá. Đây để mình nhiêu đây chắc là đủ, không biết là đủ lên được cấp 10 hay không đó nè. Một món nãy là 12k phải nè. 12k chắc là mình nghĩ là có thể là đủ không ta? Ui 9k. Ồ, tốn hơi bị nhiều anh em à. 12k mà bây giờ chỉ còn có 5k8 thôi, không đủ rồi. Khi mà anh em lên cấp 20 thì mới có thể kích hoạt được cái cộng hưởng nha anh em. Hiện tại giờ đỏ lép không thì chỉ được có 7% thôi. Khi mà lên 20 thì sẽ lên được 8% nè. Đó, và tối đa luôn là lép 70, 21%. Đúng không ta? 21% hay là 17%? Hình như là 21% đó anh em ạ. Mình nhớ là 21% á. Hiện tại giờ ở trong đấu trường đang là top 2 luôn anh em. Ồ, cũng viết chứ bộ giỡn nha anh em. Hiện tại giờ cũng đang top 2 nè. Ôi chứ top 1 xịn sò quá. Top 1 có con gâu trắng nữa. Ok, đội hình này cũng được anh em. Đội hình này cũng được nè. Đánh thử xem sao. Bây giờ chú đinh lại mấy cái dòng nữa là ngon anh em. Nãy mình quên xem thử mấy cái dòng đúc ha. Quên xem thử cái dòng đúc với lại mấy cái hình xăm ở bên lọt mấy cái quỷ của mấy con tướng. Ô, không nổi rồi nè, không nổi rồi. Để mình xem thử cái trái quỷ. À, Kainu cũng được anh em. Gogo nè. Còn hai con nữa. Ba con nữa chứ, ba con nữa. Inel. Ok. Được luôn anh em. À, ok, gì cũng được ấy. Nếu mà được thì nếu mà có trái quỷ Gogo thì Guga chứ Guga thì thay vô. Còn nếu không thì sử dụng trái này thôi anh em. 459B cũng khá là VIP cho anh em. VIP top 2 đấu trường với bộ giỡn nha anh em. Ngon chứ. À, khá là ngon anh em à. Trận pháp. Hiện tại giờ trận pháp đang là 231. Hiện tại giờ có cái này chưa lên được 231 anh em. Hết rồi.
hết bùa SP trận pháp rồi. Kiếm sĩ nè, thủ cho kiếm sĩ nè, không up lên luôn. Đấy, up này lên là thêm khá được chiến anh em à. Thôi mình up chơi chơi đây, để xíu gì bạn nó vô bạn nó xem mà bạn up sao sát thủ thiện xạ nè. Wow, thủ vật lý thiện xạ, thủ phép thiện xạ này kia chứ up hết nè. Còn bên trên này, bên trên này giới hạn HP thiện xạ chứ up nữa nè anh em. Ôi còn sót nhiều quá nè, còn sót nhiều cái quên up á. Bên đây trời, à, cái này lấy tối đa à, sát thủ tiên phong. Cái dưới này ô lấy tăng sát thương công thường này không up luôn. Còn nhiều cái chưa up anh em, thôi mình để đại đi cái gì xíu các bạn ấy vô bạn up xong. Và hiện tại giờ đang đi vượt ải tới chạy máy ra 49.2 à, cũng qua được 49.1 nè anh em. 49.1 này nó cũng hơi bị khó qua nha anh em, phải cực kỳ trâu bò mới để qua được 3400B. Nói chung là đi qua được cái ải 49.1 là cũng cực kỳ khó luôn anh em ạ. Hiện tại giờ bạn nó đã 459B rồi, là qua được anh em. Anh em cố gắng lên tới cả tầm này có thể là qua được. Có nhiều bạn hỏi cái cách để mà đi qua cái trường 49.1 á, khó lắm anh em. Anh em phải cực kỳ trâu bò anh em mới có thể là qua được thôi, chứ không có cái cách nào hết anh em à. Rồi ok, xong, không còn gì để mình có thể là soi được. Hiện tại giờ không có đồ đạc gì để up hết. Dòng đúc hiện tại về tốc độ công nè, mấy cái dòng này cũng chưa đúc xong hết nè anh em. Tốc độ công, hồi công, hiện tại giờ hết đá anh em à. Hết đá cho nên là không có đúc được nữa. Đó, cấp. Còn A thì sát thương bổ kích, xác suất né, hồi công với lại tốc độ công. Ok, được anh em à. Nếu mà anh em không thích cái dòng mà sát thương bổ kích thì anh em lấy cái dòng bị công giảm chi phí nha. Tùy anh em, tùy anh em thôi. Anh em nào thích bị không giảm sĩ khí thì anh em lấy, rồi anh em nào thích sát thương bổ kích giống như mình thì lấy sát thương bổ kích. Hiện tại giờ thì hạt bạn này hết nguyên liệu để mà có thể là đúc được rồi anh em à. Đây hết đá đỏ rồi. Cái đá đỏ đó thì anh em có thể là đi nhà ngục Impel Down anh em. Đi nhà ngục Impel Down nè. Ui à, hết thể lực rồi anh em à. Anh em có thể đi nhà ngục Impel Down. Anh em đi cái này anh em nhớ để dành đúng 100 thể lực, hoặc anh em xả sao mà cho nó đủ 100 nha anh em. Thường thường anh em đi xong cái này là khoảng cỡ tầm 6-70 hay là thể lực gì đó. Lỡ cỡ xíu, anh em mà đi lỡ cỡ sao anh em sực lại cái gặp mấy cái ông kia lên, ổng ngứa tay, ổng cướp phát là coi như là xong kill luôn. Bị mất đi 20% rồi anh em, bị cướp như là bị mất đi 20% á. Nó cũng khá là uổng, vì vậy mà anh em để đủ thể lực anh em mới đi full. Bữa nay cũng chưa đi khiêu chiến nè, đi khiêu chiến boss để mà kiếm nguyên liệu này kia các kiểu. Rồi ok, tính ra ạc cũng khá là vip trời ơi. 1 triệu mấy, 1, 2, 3, 4, 5. Ủa lộn, 1, 2, 3, 4, 6, 5. Không, nó hơi bị chẹo xíu anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì sẽ đẹp anh em. Ạc này ạc vip nông chuẩn nông dân chưa nạp. Và cái đống điểm còn nguyên anh em à. Cái đống điểm vẫn còn nguyên, vẫn chưa sử dụng được. Cái này thì anh em phải nạp đầu vô thì anh em có thể là xả được nha em. Anh em phải nạp cho 10k thì anh em mới có thể sử dụng điểm được. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ kết thúc ạc của bạn Vũ đây. Và không biết là anh em, mấy anh em nông dân cày tới đâu rồi đó. Thì đây là cũng là một cái động lực để cho mấy anh em có thể là cày cuốc tiếp. Nhìn thấy hao chưa nè. Một ạc chuẩn nông dân chưa nạp lần nào, trông trắng như là ngọc trinh, trắng như là ngọc trinh đó. Tươi xanh, không kim cương, không nạp gì hết. Và đã lên được 459B, cũng là một con đường khá là dài anh em à. Hiện tại giờ mình không biết, mình xem thử cái ạc này đã chơi được bao nhiêu ngày đó nè. Cho nên là bây giờ cũng chẳng biết là ạc này đã chơi được bao nhiêu ngày rồi. Vì vậy mà bây giờ mình nghĩ là chắc cũng chơi khá là lâu rồi anh em. Nãy mình quên xem thử là cái ạc của bạn này đang ở cụm mấy ha. Cụm 13 anh em à, cụm 13 S4. Cụm 13 là cái cụm nào đó, 1, 2, 3, 4, 5, Sonsi, 6, 7, 8, 9, Hồng Quân, 11, 12, 13 mùa hè á. Ủa, cụm 13 là cụm nào cháy? 16. Thuốc ở dưới này anh em à. Hãy đặt chiến. À, cũng là mấy cụm khúc đầu xíu. Cụm này chắc là game cũng ra khoảng có tầm 2-3 tháng thôi. 2-3 tháng gì quá. Rồi ok, thôi mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Và hẹn gặp lại anh em với video tiếp theo của Đảo Cờ Báo này. Và mình sẽ review tiếp hạt của mấy anh em sau nha. Và bây giờ mình sẽ dừng lại và mình sẽ edit cái video này trước rồi đã, sau đó mình sẽ review tiếp bạn của mấy anh em sau. Và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo của game Đảo Cao Báo này nha. Tạm biệt anh em, chúc anh em có một ngày cuối tuần thật vui vẻ. Bye bye anh em.